theo đến đây. Một chiếc xe rất là dễ thương đến. Em ru nấu chưa? Cái này nó không được nổ máy. Nấu chưa? Nấu chưa? Máy nấu chưa? Nổ rồi. Có nghe gì đâu. Năm sau mà nghe được. À, giờ lên giờ tiếng nghe đó nè. Nhẹ nhõm xinh xắn. Rồi. Thì nhìn thấy nhỉ? Rồi. Nhìn nó giống kiểu dáng nó bắt trước của bắt ba. Bắt ba. 9 triệu mấy à? Mà mua mới mắc lắm nha. Hàng Losima. À, hàng Losima. Rồi, giờ em chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn nha. Hôm nay thì thứ tư thì vẫn như quen thuộc hàng tuần, thì em trở lại bên cửa hàng xe máy của anh Hùng, bên Hùng Ô Tô á chị, Hùng Hồng đó, để cập nhật giá cho chị anh em mình theo dõi nha. Và trước khi mà bước vào trong cửa hàng, em thấy là số lượng xe này có sự thay đổi chị, số lượng xe rất là nhiều luôn. Thôi bây giờ mình cứ giới thiệu sơ về cái bản hiệu cửa hàng để bà con chị các bạn anh em mình được nắm rõ hết đi, rồi vô trong gặp anh chủ nha mọi người ha. Địa chỉ bên cửa hàng xe máy Hùng Hồng là 553 Bùi Văn Hòa, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây á, địa chỉ là như vậy, nhưng em chắc chắn 100% là bà con ở xa mà chưa đến khu vực này thì khó có thể hình dung được. Nên là bởi vậy mình nói sơ về những cái địa điểm rất dễ nhận dạng ra để bà con ở xa đến dễ dàng hơn. Là bên trái mình sẽ có tầm 2-3 cây số ra cái dòng xe cổng 11. Còn hướng bên phải mình đi về hướng của khu công nghiệp Biên Hòa Đồng Nai luôn. Còn giờ anh em mình vẫn là quen thuộc vào bên trong gặp anh Hùng để anh cùng anh em mình cập nhật giá trong cái hôm nay cho mọi người trên kênh mình theo dõi nha. Rồi. Ok, anh em mình xuống đây. Rồi, chào anh Hùng. Hello Ngô Nguyên. Dạ, chào anh. Đây. Chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của Ngô Nguyên nhá. Ngày hôm nay đồng hành với Ngô Nguyên thì có bên xe máy Hùng Hồng. Địa chỉ và số điện thoại mà Ngô Nguyễn đã để dưới phần bình luận rồi. Anh em có nhu cầu mua xe gì cứ liên hệ với mình theo số máy 0938 344 999. Kết bạn Zalo mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em. Thì cũng như tất cả những video trước thôi, thì có những chiếc xe mới về, và đặc biệt hôm nay rất nhiều xe mới về. Toàn những chiếc xe cọp thôi. Đấy, tiếc quá, vừa giờ thì bên Hùng Hồng có bán chiếc xe SH150 2018 cọp. Chưa kịp quay. Anh chọn chiếc kia, nhưng anh nhìn chiếc này cái này anh kết luôn rồi. Đấy. Thì bên em có hỗ trợ trả góp qua 4 ngân hàng. Các bạn cứ trên chắc bây giờ 18 tuổi khó nhá. 18 tuổi bữa nay khó rồi. Chắc phải 20 tuổi đổ lên. Cứ không lỡ xấu, anh em cầm căn cước công dân trực tiếp đến cửa hàng. Mình sẽ ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh em. Cứ hình thức trả góp thì cứ trên dưới 30 triệu thì không cần trả trước được. Nhưng mà theo em thì cứ phải trả trước một vài đồng để cho dễ đỗ. Đúng rồi. Bên em tất cả các xe đều bảo hành động cơ 6 tháng. Anh em nào muốn mua anh em ở xa thì cần cọc lại, em sẽ vận chuyển toàn quốc cho anh em, hồ sơ bao rút hồ sơ toàn quốc cho anh em luôn. Đấy. Okay. Ngày hôm nay thì cũng như mọi lần thôi, thì tất cả những mô tô ở bên em cũng đều có giảm giá và hỗ trợ ship xe toàn quốc miễn phí. Đấy. Ship xe nè, rồi bao hồ sơ. Hồ sơ chắc hình như mình bao là hầu như mình nhắm vào những cái dòng mô tô là chính, đúng không anh? Rồi, đó là bao mình có bao ship không? Nếu mà nói ship trước, mua mô tô đã bảo bao ship mà bao ship bao sơ luôn. Video trước cũng thế mà. Ok. Còn những dòng tay ga thứ chắc không. Có xe đấy 32 triệu đấy, ghi lại đi. Đây, anh em mình cứ vào cái việc chính là mình cập nhật giá đi. Trong quá trình quay là cái mình sẽ đề cập, mình chia sẻ thêm cho bà con nắm rõ luôn nha. Giá cả thì anh em cứ tham khảo, có gì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Hùng. Dạ. Xe này sao cặp kính không lắp vào em? Để đặt giờ mình giới thiệu con nào trước rồi nào. Ngày hôm nay mình lúc nãy giờ mình đang ngắm chiếc xe này này. Mình thấy nó, mình thấy nó hay nhỉ. Con xe này là xe dân chơi đây. Dân chơi mà không sợ mưa rơi. Đấy. Bánh nhỏ xíu à ha. Gặp dài quang hay đấy, phải nói là hay. Chiếc xe này mình có mua của người em ở ngoài ngoài quê gửi vào. Có đời nào đi anh? Con này 26 thôi, chưa 26. Chưa led nhưng mà lên full led rồi. Nói chung là độ, nhưng mà máy êm, máy zin êm. Bản số là Đồng Nai nha chị các bạn anh em mình ha. Máy ga lớn thì hơi khói tí. Máy êm ru à. Xe độ mà máy lớn hơi khói ha. Hơi bạc nhẹ ha. Máy êm ru à. Rồi. Độ máy êm ru trời. Hả? Gì? Chưa đèn nét. Nó lên nét. Lên full nét luôn đấy. Xe này em bán cho mấy anh em dân chơi là 19.500.000 về. 19.500.000. Rồi, ok anh. Thích lắm đấy, anh em dân chơi nhìn này thích lắm ạ. Nhìn đẹp quá trời. Chưa rửa giấy đâu. Dạ.
Đấy, anh em nhìn phát hết hồn luôn. Rồi, mình anh chuyển sang giới thiệu về hôm nay SH Mo đi. Dạ, đây SH Mo. Màu vàng rất đẹp anh chị, màu vàng kiểu dạng vàng kem á ha. Anh em nào mua chiếc xe này mình sẽ tặng một cái giỏ này này. Cái giỏ này của cô Nguyễn ấy. Dạ. Chiếc xe này thì 2015. Một chiếc xe khá đẹp, màu hột gà. Đây. Giá 32 triệu đã bao gồm cả hồ sơ cho anh em. 32 triệu mọi người ha. Xe ngay chủ luôn nhé. Đây. Tổng quan em sẽ quay kỹ cho bà con anh em mình coi hết. Thôi, lát được kia. Rồi. Máy móc thường mình sẽ hỗ trợ bảo hành như thế nào đây anh Hùng? Thì anh nói đầu video là tất cả xe anh đều bảo hành 6 tháng mà. 6 tháng hết ha. Đây. Hôm nay mới về được một chiếc xe này. Đây. 2020 form 2020 tháng ABS, một phiên bản đặc biệt màu xám đen. Còn này phiên đẹp bản quá. 2020 này có tem xanh rồi nè. Đã 2020 có luôn này anh em. Tem xanh riêng xe còn. Xe khá là đẹp luôn. ABS luôn. Con này bây giờ bên mình để giá sau đây anh. Quá đẹp. Con xe này em đang bán với giá là hiện bây giờ là chiếc này là bán cho anh em là 46 triệu đã bao gồm cả hồ sơ. Dạ. 46 triệu bao hồ sơ nhá. Dạ rồi, 46 bao hồ sơ nha anh chị đúng nha. Đúng rồi. Xe đời này chạy cực kỳ sướng luôn. Dạ. Nếu mà đời SH Mo đời 2019 2020 này này. Là cái nói về cái máy của nó chạy sướng lắm. Em nhà em đang đi một con anh chị ạ, 2019 tháng ABS nhá. Mẫu đời trước đó anh chị, nó còn 23 được cái nó im ái hơn. Đồng hồ khác, máy chạy ngon thật. Dạ, rồi. Con xe này giá 46 triệu đã bao gồm cả hồ sơ cho anh em rồi. 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 Tiếp theo đây là một chiếc cũ xe màu xám nhưng đời thấp hơn. Dạ. Con này 27 28 này, cũ khóa xe mất cây luôn rồi, nhưng thắng chưa thắng ABS thôi, đồng hồ. Đó. 39 triệu 800. Đây, biển số là Bình Phước 93 nha anh chị các bạn nha. 39 triệu 800 nó bao gồm cả hồ sơ và đây. Rồi. Xếp nó gọn một tí để đấy. Rồi, giờ tiếp tục đến với một cái chiếc SH Mo. Đây là con phiên bản đời mới nha anh em. Siêu siêu cọp. Dạ. Yeah. 1000 mấy km à. Một chiếc xe này là hôm chắc video trước mình cũng đã nói về chiếc xe này. Chiếc xe số định danh, chiếc xe bảng số đẹp. Dạ. Yeah. Nên bắt buộc phải rút hồ sơ. Xe này đã rút về cửa hàng Hồ Hồng, anh em nào muốn mua thì mình sẽ xuất hóa đơn. Dạ. Yeah. Còn không thì đưa căn cước rút thẳng về tên luôn. Đây. Chiếc xe này bán với giá 55 triệu đã bao gồm cả hồ sơ cho anh em. 55 đã đúng bao gồm cả hồ sơ rồi. Đúng rồi. Đây anh em mình. 55 triệu bao gồm cả hồ sơ cho anh em rồi. Dạ. Yeah. Rồi, mình qua cái bên đến với một chiếc SH Mo tiếp theo. Rồi. Con này biển số Đồng Nai. Theo chiếc xe này thì cũng là 27 28 khóa sơ mắc cây này. Đây. Đó. Giá của em nó cũng 39 triệu 800 đã bao gồm cả hồ sơ cho anh em rồi. 39 triệu 8. Cho này vào trước này. Đúng rồi. Này. Xe đẹp lắm. Bên SH Mo nhà em hôm nay về toàn những xe đẹp thôi. Đây, rồi ok. Khách hàng anh em có xe trao đổi này kia là mình vẫn nhận trao đổi rồi đúng rồi, đúng anh Hùng ha. Đúng rồi em, bất cứ xe nào ở bên Hùng Hồng đều sẽ trao đổi nhá. Dạ rồi. Trừ những chiếc xe tai nạn té ngã rồi là rớt đầu thôi. Dạ rồi. Okay, rớt đầu nhiều khi rớt đầu thông cảm nha. Anh em khách hàng ở đây nếu mà không biết sao chứ nếu mà quý vị theo dõi xe máy Hùng Hồng ở trên các kênh như của mấy kênh truyền thông cũng mạnh á. Dạ. Như anh em Ngô Nguyễn rồi mà mấy anh em kênh cũng có những kênh lớn á. Dạ. Theo dõi Hùng Hồng nếu mà anh em theo dõi nhiều rồi cũng biết. Đặc biệt xe Hùng Hồng đã rớt đầu là chỉ bán cho anh em lái thôi. Dạ. Không ít khi bán cho khách lắm. Như hôm qua mua được con TFX các bạn. Xe rớt đầu rồi để bán luôn cho xe lái luôn. Bán rẻ luôn, kiếm lời mấy trăm bán à. Dạ. Đỡ mất công. Bên mình bán chỉ chủ yếu là máy zin thôi. Rồi, ok anh. Không bán xe lỗi. Không bán xe ấy bởi vì nó sẽ rất là mất lòng. Thậm chí những chiếc xe tai nạn ấy, chiếc xe mô tô tai nạn ấy khách mang đến trực tiếp cửa hàng bán thì Hùng Hồng vẫn mua. Chứ không bằng phải không mua nhưng Hùng Hồng lại bán lại luôn cho lái luôn chứ không để cửa hàng dọn mà bán đâu. Yeah. Mất công xe này anh em làm bên truyền thông cũng đau đầu lắm, người này người kia đó. Rồi tiếp theo đây là một cái chiếc SH Nam, biển số của Long Thành Đồng Nai luôn anh em nha. Chiếc xe này thì mang biển số Đồng Nai. Em đang bán với giá là 70 đời 2022. Dạ. Đó, chiếc xe mới lấy về. Đây. Xe này chưa dọn dẹp gì luôn à? Dạ. Sao để giờ thế? Gấp ghiếc xịt và cho nó sạch chiếc này nhá. Con này 150 nhá, bản ABS CBS nha anh em, hàng bỏ mẫu rồi nhá. Ok. Hàng bỏ mẫu. Chiếc xe này em đang bán với giá là 70 74 triệu. Đúng rồi.
74 triệu đã bao gồm cả hồ sơ. Xe rồi, đã công chứng ủy quyền về tên Hùng Hồng rồi. Dạ. 74 triệu ghi vào đây nhá. Rồi, bảo hành thì 6 tháng hết luôn phải không anh? Đúng rồi. Cái bảo hành là 6 tháng hết cho dù là xe nào anh em nha. Rồi, tiếp theo cũng là một cái form mẫu đời mới, form mới anh chị các bạn. Này là 150 hay 125 đây? Con này cũng 150 bản ABS luôn. Đó, hôm bữa anh em rất là nhiều anh em hỏi ABS AC 150 nhưng bữa nay có rồi này. Rồi. Đó, 150 bản ABS, hàng này hàng bây giờ bỏ CBS này, hàng bỏ mẫu hết rồi anh em nhé. Yeah. Hàng này bây giờ bỏ mẫu rồi, hết hàng rồi, giờ nó ra kiểm soát rồi. Con này cũng dán giá 74 triệu luôn. 74 triệu luôn. Đúng không? Bao hồ sơ, con này biển số 63 Tiền Giang. Còn nếu như mà có những khách hàng mà không có muốn ra hồ sơ luôn, để biển luôn thì mình thì cứ trừ tiền hồ sơ ra thôi. Yeah. Trừ con ví dụ bình thường cứ 1,5 triệu một con. Yeah. Con nào đã ký ủy quyền rồi thì 1 triệu. Rồi, ok anh. Vậy thôi. Đây, SH100. Con này 125 đây. 125. Con này thì biển số là của Trà Vinh nha anh em mình nha. 54145. Con này 125 CBS 64 triệu. 64 triệu đồng. Đây. Quá rẻ, xe bữa nay mắc lắm nha, xe bữa nay lên rồi. Yeah. 81 triệu. Những cái dòng này anh em có nhu cầu mua thì mình tranh thủ mình mua chứ vào những cái dịp cuối năm á anh em. Thì những cái dòng SH đặc biệt là tay ga cao cấp như này giá nó lên cao lắm. 81 triệu. Rồi. Nếu mà xe đấy mẫu mới bây giờ bán 64 rồi. Anh em mua chiếc xe này lợi thế được khoảng 20 triệu. Đây. Đây nữa. Đó, chiếc ghi xe giá đó rõ mà nhá. Đây là chiếc xe 125 bản ABS. Yeah. Con này giá 71 triệu này. Bản số là Đồng Nai luôn anh em mình ha. Số Đồng Nai. Này 71 triệu. Dạ. Yeah. 71 triệu quá rẻ. Đây nè. Rồi. Một tiếp theo là chiếc xe tiếp theo cũng là một siêu chiếc mới Nam màu đen bóng luôn. Anh nghĩ là hôm nay chiếc xe này đã theo một chủ chủ về Tây Linh đấy. Yeah. Cái anh lúc nãy á là anh nãy đâu không anh? Nhưng mà anh kêu anh vui, anh nhìn con kia anh nghiền luôn, anh thích luôn. Rồi. 2018 form cũ. Đây nè. Anh thích luôn thì anh không lấy chiếc này nữa. Chiếc này còn 2022. Yeah. CBS luôn. Biển đây. 94, giá 65 triệu 500. Xe mới chạy 5.000 km thôi. Biển 94 Bạc Liêu và con này thì gai lớp giỏi. Anh em mua chiếc này thì lợi thế rất nhiều. Ở bàn cãi luôn anh em ha. Rồi. Ok, tiếp tục cũng là một cái chiếc màu đen anh em. Nhưng mà con này em thì con này là cái form green đời trước ha. Đây. Đây. Một một chiếc xe form cũ. Đời 2016 khóa smoke cây. Mà anh em biết chiếc xe này chạy nhiều không? 10.000 km à. Đúng đồng hồ nhá, hai vỏ theo xe nhá. Nếu mà anh em phát hiện xe này tua đồng hồ cho chiếc xe luôn. Đó. Em đền chủ đấy gấp đôi luôn. Quay cơ đồ cho anh em coi. 10.357 cây số. Xe đẹp quá. Đó. Mà chạy công nhận chạy cái dòng này ngon nha Ngô. Yeah. Hôm bữa anh vào nhà người ta mua mà anh chạy về sao nó ngon thế. Chạy nó êm ru à. Đó cái form xe là anh em ha. Êm ru à. Dạ. Chiếc xe 150. Giá em đang bán với cái giá là 56 triệu cho anh em này. 56 triệu. Rẻ quá mà xóa khóa sớm cây luôn. Yeah. Bằng chiếc xe SH mò mà chạy ngon lắm, chạy dòng này ngon lắm. Mà yeah, em lắp thêm cái kính chắn gió một chào màu đây nữa đẹp lắm. Yeah. Nhìn ốc cốt trước. Kéo chưa mở luôn. Mười đúng 10.000 cây. Ông hai vỏ theo xe. Em quay chi tiết chiếc xe này cho khách hàng coi đi. Nốc lác này kia nữa. Giàn áo mới đánh bát lại thôi nhá. Ốc tán này là còn đúng nguyên bản, không có xi, không có gì luôn anh em. Yeah. Đúng 10.000 km. Đó, giá đó. 56 triệu. 56 không anh? Đúng rồi, 56 triệu. Này là 125 hay 150? 150 chứ. 150 luôn. Rồi. Ok. Tiếp theo anh em mình tới chiếc nào đây? Đây, Latte đây. Con Latte này là biển Tiền Giang 63 nha anh em nha. Đây, một dòng công nghệ của nhà Yamaha. Yeah. Một dòng Latte cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Chạy cực kỳ ngon, yeah, bốc. Đó. Okay. Đời con này 2019 khóa sport cây. 2019. Giá của anh để cho anh em chỉ có 18 triệu thôi. 18 triệu đồng. 18 triệu nhá. Mẫu này các bạn nữ, chị em phụ nữ mình chạy là đẹp lắm. 18 triệu các bạn nữ. Chiếc xe này em bao bao cho anh em đi thôi nhá. Dạ. Yeah. Ừ. Viết giấy cửa hàng. Rồi. Đó, xe đi. Thì chắc cho anh em á ha. Đúng rồi. Rồi. Xe mười mấy triệu không trả rút hồ sơ gì hết. Rồi, đẹp lắm. Đến chiếc, chạy cái Latte ngon lắm, không biết sao anh chạy Latte anh thấy cực kỳ đẳng cấp. Máy là 125 á. Ừ, chạy cái ngon là chạy lắm, êm mà nó bốc. Dạ. Đây, dòng Lead, một dòng xe quốc dân. Đây. Cốp kiếc rộng rãi. Đó. Để đấy, cho các bác giá xe đẹp không vết chảy, để cho các bác giá
Bao nhiêu đây anh? Bữa bao nhiêu rồi? 16 triệu 800. 16 triệu 8. Và đây là firm mẫu 125. Rồi, 16 triệu 800. Dây tắt máy đâu. Về chỉ được đi thôi. Rồi, ok mọi người ha. Rồi, tiếp theo mình qua đây tới chiếc Xenio của nhà Honda nè anh em nha. Xe này là xe nhập luôn. Cái phần dáng của em nó đây. Đó. Xếp rảnh để đứng xếp cái xe này vào không kìa. Đây anh chị các bạn nha. Biển để số đấy được rồi. Của đồng này luôn. 74975 nha anh chị các bạn nha. Một rồi. Một dòng xe Xenio nhập khẩu từ Indo. Dạ. Chiếc xe này đúng phải vía sao nha. Mùa lâu lắm này, này. Chạy nó ngon đấy không biết. Giờ giới thiệu rất nhiều thôi kệ, hôm nay giá 25 triệu 500. 25 triệu. Chả phải giới thiệu nhiều nữa. Nó dạ. là nhập khẩu Indo thôi. Ok, 25 triệu 500 mọi người nha. Rồi đã, tiếp theo đến đây. Một chiếc xe rất là dễ thương. Đến em du không? Nấu để chưa? Con này là không được nổ máy. Nấu chưa? Nấu chưa? Máy nấu chưa? Nổ rồi. Có nghe gì đâu. Thì làm sao mà nghe được. À. Đó, giờ lên ra thì nghe đó nè. Nhẹ nhõm xinh xắn. Rồi. Thì nhìn nhớ nhờ. Rồi. Nhìn nó giống kiểu dáng nó bắt trước của bắt trước Vespa ba. Ừ. 9 triệu mấy à? Mà mua mới mắc lắm nha. Rồi. Hàng Losima. Đấy. Hàng Losima. Hàng này là hàng liên doanh đấy. Yeah. Chiếc xe này với giá 9 triệu 3. 9 triệu 300 để cho các cháu đi học này, cho yeah. những chị em phụ nữ không có bằng lái này. Dạ. Yeah. Đấy, 9 triệu 3 thôi. Nguyên bản luôn, xe okay. chưa rửa ráy gì hết. 9 triệu 300 ngàn. Đúng rồi. Đây, QS ha. Tiếp theo đây một chiếc xe QS này. Yeah. Đấy, đấy bà con cứ thích xe bây giờ nó không biết sao cái khách hàng ở bên Ngô Nguyễn nhá. Yeah. Thích anh Hùng mua những cái xe rẻ về giới thiệu lắm. Dạ. Yeah. Đấy, 8 triệu 8. 8 triệu 8. QS 110, bao máy zin. Trời yeah. ơi, mất xe. Được xe hôm nay 8 triệu 800 nghìn. Như kể em thấy để ý em quay của anh bên anh cũng lâu rồi đúng không? Dạ yeah. Em thấy kể những xe quay cũng không phải bao gì. Dạ, yeah. à đúng rồi. Không bao giờ máy rớt đầu mà anh mua. Dạ yeah. Đó, 8 triệu 8. 8 triệu 800 nghìn mọi người nha. Đó, rẻ như cho. Rồi, ok à. Giờ mình đã xếp cái này vào, đứng đấy làm gì rồi? Cũng là quay luôn nè anh em. Nhưng mà coi này đẳng cấp hơn nhiều. Rất rất nhiều luôn. Đây. Còn nãy là quay 110 Việt Nam, còn đây là quay 125 của Thái Lan nha. Chiếc quay này thì giá cũng giá giá cũng số nhưng mà số rẻ số này nhỏ hơn số xe kia nhưng mà đời nào đây anh? Con này đời nào? Con này 2023, 2023, biển là Sóc Trăng 83. Đúng rồi, xe nhập khẩu nguyên con từ Thái. Nói chung là quay Thái thì anh em mình không ai xa lạ rồi đó. Thôi thôi. Rồi. Chiếc xe này thì nó như chiếc xe mới rồi. Cho Ngô Nguyễn quay chả phải giới thiệu nhiều. 8.000 km. 8.085 cây anh em ha. Ồ không, 8.808 cây. Rồi cái số sau là số 100 m nha anh em nha. Rồi. Giá 70 triệu 500 bao hồ sơ. 70 triệu 500. Rồi ok mọi người. Rồi anh em chuyển sang lên mô tô nhá. Hai Win X là không có phải không anh? Hả? Hai Win X không có không? Hai Win X xe khách ta đặt cọc rồi. Rồi ok, mình cho ba thôi. Đến đâu đây? Đây, giờ mô tô đi. Dạ rồi. Đây em sẽ giới thiệu từ ngoài kia vào nhá. Dạ. Cho đỡ lắng tí lắng quá. Đây, anh em mình ở phía trên đi anh em nha. Tới mấy con Demon phải không anh? Ừ. Rồi, có ba con Demon thì hôm nay đây nè, xếp xếp con kia xuống dưới để quay. Anh bảo mày xếp cái SH cho nó ngay vào chưa? Để cần hồng báo giá sao cho anh em nha. Đây là có đèn bóng nè, màu vàng nè. Đèn bóng màu vàng rồi gì nữa? Màu đỏ nha anh em ha. Giá cả sao đối với con đầu tiên nè? Này hôm nay giới thiệu ba chiếc xe Diamond này này. Dạ. Giá của em nó là 25 triệu đồng giá. Chiếc xe nào cũng 25 triệu bao hồ sơ hết nhá. Dạ, rồi. Đó. Ok, 25 triệu đồng hết nha anh em. Quay chi tiết từng con cho anh em coi. Con màu đen bóng trước có sơn cái cặp bánh mâm kiểu dạng màu màu xanh ha, xanh đậm chuối á, xanh đậm chuối á nè. Còn bên đây là màu vàng, vàng riêng nguyên bản luôn. Nó là vàng nhám nha. Đây.
chung là hai con đó là hồ sơ có sẵn luôn ha anh? Ờ đúng rồi, hai con hồ sơ. Còn con đỏ này thì sao? Con này thì rút hồ sơ, bao rút hồ sơ mà. À. Bao rút hồ sơ, bao phía vận chuyển toàn quốc. Rồi. Con đỏ này được cái là bây giờ áo sơn full mới, đẹp lắm, không có vết trầy. Còn đây chiếc Sentiment này sao đây anh? Ê, con này đẹp lắm à. Dạ. Ngon. Đó, quay chắc xe cho anh em coi. Con xe này 32 triệu bao hồ sơ. 32 triệu bao hồ sơ. Còn bên đây là chiếc Legion. Legion, con này 26 triệu bao hồ sơ. 26 bao hồ sơ. Tiếc quá anh em. Trước này chưa kịp lên đã phải đi rồi. Cọc rồi ha. Cọc rồi. Tiếp đi luôn rồi. Mới mua về cái cọc luôn. Con đó chạy nhiều chưa mà đẹp dữ vậy? Hả? Con đó chạy nhiều chưa mà em thấy đẹp dữ vậy? Xem như xe mới mà 1.800 à. À. Rồi, 2024. Ok anh. Bán rồi. Rồi, ok. Rồi. Giờ anh em mình vào đây đi. Vào đây cho mát. Giới thiệu cái con nào đây em? Nè, mấy con giờ 15 này luôn này, đỡ rồi, phải xếp ra nhá. Đỡ phải bỏ ra này. Chiếc xe này biển số 68 này. Đây con ở đây anh em. Con này biển số Kiên Giang 68, màu là màu đen nhám. Con này giá bây giờ bên mình để là con xe này hôm nay giảm giá 395, à còn 375 này. 37 triệu. Bao sơ, bao ship toàn quốc nhá. Dạ. À, có đó. Đèn rồi nhá. Ok. Con này thì 36 này. Còn 345 này. Đó, bao ship. Bao ship luôn nha anh em mình nha. Rồi, ok anh. Con này thì bên là biển số là 83. Sóc Trăng. 40 triệu 500. 40 triệu 500. Rồi. Rồi, ok mọi người hen. Máy móc là khỏi bàn rồi ha. Đúng rồi. Rồi. Này là CBR form đời trước đó nè. Đúng rồi, form con này form cũ nha. Ừ. Dắt con này ra cho. Ừ. Cho anh em chiêm ngưỡng. Dạ. Đây. Ừ. Con này thì được cái là cái bình xăng nó là bình xăng sắt ha, đời trước nó là như vậy anh em. Dạ. Chiếc xe này giá có 35 triệu bao hồ sơ. 35 triệu. Rẻ quá trời rẻ luôn. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo thì con này được cái là có vô cái cặp gương kiểu đẹp luôn nha anh em mình ha. Rất đẹp. Rồi đi xuống đi đây. Ok, xuống đây. GZ nè anh em. Jordan Enfield, Loza Enfield. Đây. Một chiếc xe siêu cọp 7.000 km. Ừ. Chiếc xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Đây. À, thương hiệu của Anh. Bằng số này. Nhìn rất hầm hố, hoành tráng. Yeah. Cụm xăng. Giá chỉ 71 triệu bao hồ sơ, bao ship toàn quốc. 71 triệu đồng. Xe đúng 7.000 km nha anh em. Rồi, ok anh. Có cặp này bị cầu trước cho anh chị anh em mình chạy sau. 500cc nhá. Rồi, 500 phân khối. Rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đây cho xe Sugred 150A này. Con xe này đang dán keo hết nguyên con. Đời 2018. Đăng ký 2019 nào ạ. Xe mới mấy ngàn, xe mới lắm. Yeah. 57 triệu. 57 triệu đồng. Đúng rồi. Xe rồi. Mới ra mắt. Ok anh chị em khách hàng mình ha, 57 triệu. Quay tổng quan hết cho bà con mình coi. Ai mà cần rõ ràng hơn thì mình cứ gọi về cho cửa hàng hoặc đến trực tiếp mình coi là vừa ý nhất luôn anh chị ha. Hình ảnh thì thể hiện một phần nào đó cho mọi người thôi. Rồi. Lên trên ha. Đâu, đẩy đó, đẩy rồi. Sát luôn kia đi. Dạ, tiếp theo đây cũng là một chiếc xe GRS 150A này. À. Con xe này thì như xe mới rồi. Đây, 2019, 6.000 km. Ừ. Xe dán keo nguyên con. Rồi. 6.000 thì nó xe mới lắm. Biển là Vũng Tàu của 72 anh em ha. Thùng ốc này kia dán hết á. Dạ. Giá 62 triệu bao hồ sơ. 62 triệu đồng. Bao hồ sơ, bao ship toàn quốc. Đó, chiếc xe thì bà con mình thấy trên kênh rồi đó ha. Ừ. Có vô cặp này bị cầu luôn. Đúng rồi. Ok. EN. Này cũng là các chú các bác là sẽ chuộng nhiều ở đây. Đúng rồi. EN đây. Phần khói nó nhẹ nhàng hơn chút đỉnh. EN 125. Chiếc xe này thì nhìn em. Vậy thôi nhưng mà đi con này ngon lắm nha. Dạ. Bền. Này, tức là nó chạy dòng này rất là lành. 125 phân khối của Suzuki, biển là Kiên Giang 68. Giá 20 cái thùng. Anh em để cho anh em giá 28 triệu bao hồ sơ. 28 triệu đồng anh em nha. Ok. Cứ cái dòng mô tô là cứ bao hồ sơ với lại bao ship luôn không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi.
Tiếp tục mình ở đây là một chiếc Kawasaki Z300. Đây là phân khúc mà anh em mình trải nghiệm dòng mô tô phân khối lớn là không thể bỏ qua được đâu, tại vì nó lành lắm, lành tính lắm. Chạy nó ngon. Dạ. Yeah. À, bền bỉ, xe Nhật đàng hoàng anh em, nên là khỏi phải lo nhiều. Động cơ của nó nếu mà nói về do Z300 này chạy thì nó êm ái, an toàn. Thắng ABS trước sau. Lên cho toàn bộ SC cho anh em luôn ha. Giá để 615. 615 đúng không? Quá rẻ, 61.500. Rồi anh em khách hàng ở tỉnh xa lên, anh Hùng có hỗ trợ lọc lá bất cứ đỉnh nhỏ hay sang cậu gì không? Chắc có rồi, chắc chắn rồi, cái đấy thì làm sao rồi. Này anh nói thật với Ngô Nguyễn nha, hôm bữa có ông anh nhá. Dạ. Ông anh ông chạy từ Tiền Giang lên đây, ông đổi cái xe. Ông đi con Winner V1 của ông mà xe thì chầy tè le tét lét, mình hỏi là xe đẹp không anh, còn 70%. À. Chầy tè le tét lét, máy thì rớt đầu. Dạ. Thế thế mình không lấy thì mình hỗ trợ, còn tặng ông 200.000 để ông đổ xăng về lại. Dạ. Ừ, đấy mình vậy đấy. Chứ không cần phải, chưa cần phải mua đâu. Mà mình không có sai gì đâu nhá. Dạ. Mình thấy tội quá, đi đường xa thôi. Đây. Biển số là Bình Dương anh em hết 61 và lên cái lông mô AK Bovip này. Này con này Ninja 400. Ninja 4. Mẫu này là kiểu dạng sport anh em. Lấy cái ra ghi vào cái đấy vào đây. 83.500. 83.500 cho chiếc này. Mẫu này trong cái phân khúc 400 là chạy cũng ác lắm nha anh em nha. Rồi. Bóc lắm, dáng sport bike mà. Sport là thiên về tốc độ. Nhanh nhanh đi nè. Rồi. Anh em mình giới thiệu tới chiếc CBR 2 chữ R anh em. CB250 2 chữ R. Đây, đây một bản phiên bản 250 nhưng mà rất là nhiều chế độ lái này. Ba chế độ lái này anh em. Đấy, đẩy lên. Đây là cái chế độ lái là chỉnh ở bên đây này ha. Đó, Peter Sport này. Sport cộng này. Control này. Đây đó. Nó chạy sướng lắm. Mà nó ăn ít xăng lắm. Dạ. Yeah. Đó, 250 mà nó như là 1.000 ấy nhỉ. Như đó, Z, okay. Như Z ngàn. Chỉ khuyên 78 nha anh em nha. Rồi ok anh. Giá xe này giá 87 triệu bao hồ sơ. 87 triệu bao cao hồ sơ. Đúng rồi. Bao ship toàn quốc. Tiếp theo đến bên đây một chiếc 150. Cái này 150 CB 150 xe mới. Mới. À. Cái mới thì mình đâu có gì đâu quay anh em. Chả phải gì quay. Bộ giá thôi. 58 triệu 800 xuất order. Rồi, ship tận nhà. Rồi, ok. Tiếp theo bên đây là một chiếc CBR 150 đã qua sử dụng. Vô một số đồ chơi lạc vặt cho anh em. Ờ con này đâu nhiều quá chứ. Con này vô nhiều quá. Ờ đây nhìn kỹ lên anh em thấy không? Biển Kiên Giang nè, rồi dây trắng bùng nè, rồi dây dầu, thắng sao, bình dầu, rồi cái gì ở đây. Bao tay cùng cầm chống đổ, cái này là nó chống rằn ghi đông anh em. Rồi Rambo, heo dầu thắng Rambo. Hay quá đi, đủ luôn. Đủ hết. Xe mới Domino. Rồi đặc biệt là cái cầm công tắc á, nhìn nó uy tín ghê nè ha. Chạy có 6.000 km nè. Rồi. Ok. 6.871 cây nè anh em thấy không? Con này bên Hùng ô tô đang để với giá là 47.500. 47.500. Bao sơ bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Rồi ok. 475. Qua tới bên đây là chiếc CBR 150 tiếp theo. Con này bản HRC anh em. Đúng rồi, HRC. 85713 anh em, là bản số ha. Con này thì cũng khá mới, mấy ngàn. Yeah. 45 triệu. 45 triệu. Ừ, con này 4 ngàn. Ok. Bỏ việc. Thôi nhìn này. Nhìn con xe thì hết hồn. Chả phải quay nhiều chiếc xe này. Mấy con CB mô tô bên mình không phải quay. À tức là không phải quay chi tiết nhiều. Dạ. Yeah. Ấy thôi. Rồi, tiếp tục giờ đến đây. MSX đi. Dòng mô tô mini đây. Ừ. 26 triệu. 26 triệu bao chiếc MSX nhập khẩu từ Honda Thái Lan. Honda Việt Nam nhập khẩu chính hãng anh em nha. Chứ không phải là nhập khẩu tư nhân đâu, cái này dòng MSX là nhập khẩu chính hãng. Thời mới ra mắt là giá cao ngất ngưỡng luôn á. Ngày mới ra đắt lắm á, 6 mấy triệu á. Đúng rồi. 26 triệu luôn. 26 triệu đồng luôn. Lấy con nào lấy. Rồi, ok mọi người nha. Thích đỏ lấy đỏ, thích xanh mình lấy xanh thôi.
Tiếp theo mình đến với chiếc SXR này anh em. Một chiếc xe XSR của nhà Yamaha. Đó, quá đẹp luôn. Trước kia mới về gái bán luôn cho anh em không chưa kịp quay luôn. Chiếc xe này đang còn biệt số thành phố Biên Hòa luôn này. Nhập rẻ này, rút nhanh này. 16.000. 16 cây ha. 16.724 cây này nè. 61 triệu bao gồm cả hồ sơ. Rồi, ok. Tiếp theo đó như chiếc XSR tiếp theo nữa nè. Đây. Và ở đây con này là có vô cặp đèn, cặp còi luôn. Nhưng mà dán keo nguyên con. Vô mấy cái tai xi nhan kiểu rồi nè. 6.000 km. 6.000 km. Nhìn vỏ biết này. Đang còn mực này. Đây. Rồi, ok. 6.000. Giá nhiêu anh? Con này cũng thế, 61 triệu luôn. Bao sơ. Con này cũng ở bên con này cũng ở Đồng Nai luôn nhá. Rồi. Số Đồng Nai. Ok mọi người ha, biển là Đồng Nai 60. Tiếp theo là chiếc GTX bản R này nó mất mấy cái này ra. Sáng ra. Và ở đây em giới thiệu với ba cả nhà nó GSX bản R này. Này, màu xanh đẹp quá. Sao bên em bán rẻ thế mà các bác không ủng hộ cho em ta? Bản số Kiên Giang 68 55376 nha. Áo sơn full 3D giống như áo riêng. 27 triệu bao hồ sơ. Bao ship toàn quốc. 37 phải không anh? 27 chứ. 27 chứ, 27. Anh được bán 37 thì ngon quá. Yeah. Rồi, 27 bao hồ sơ nha anh chị anh em mình ha. 27 mà còn chưa bán được đấy. Cái bên cũng là chiếc GTX bản R tương tự giống nhau nhưng mỗi tội là nó khác màu thôi anh em nha. Ấy con này cũng khá đẹp luôn, dán keo hết nguyên con luôn này. Bản số là Gia Lai 81. Con này cũng 27 triệu bao sơ. 27 luôn. À, quay cận cái dàn áo về cho anh em coi, vô mấy cái khung chống đổ. Rồi. Rồi, giờ giới thiệu bên giờ 15 này. R15. Chiếc xe vàng xám biển số 70 Tây Linh. Dạ. 34.500. 34.500. Rồi 33 anh em ha. Đó, chiếc xe này anh em. Con xe này màu đen dán keo nguyên con 1.000 cây này. Giá 41.500 này. 41.500. Này là đen nhám. Đen nhám đúng không anh? Dán keo nên thành đen bóng rồi. Hồ sơ có sẵn luôn nhá. Dạ. Con này chắc đẹp rồi. Con này không? Dán keo đó. 1.000 cây à? Ừ. Rồi, okay. Con này 35 năm này. 35.500. Xanh bạc này. Dạ. Đẹp quá, xe đẹp quá. Giá cực kỳ hợp lý. Anh em lấy thôi, biển 84 nhá. Rồi. Ok, con này cũng thế 35.500 luôn. 35.500 luôn. Đây anh em nha. Nói cho xe như này. Con này bằng số là 59, ở 95 chứ, 95 là của Sài Gòn, của Hậu Giang ha. Rồi. Đây tiếp theo là một chiếc xe M-Lát này, Thái Lan này. Nhập khẩu Thái Lan này. M-Lát chạy ngon lắm. Kiểu dạng tay biết Thái Lan anh em. Tay biết là của Indo nhưng mà Thái Lan người ta gọi là M-Lát đó ha. Đây, quá đẹp luôn. Chiếc xe thì anh em thấy rồi nè. Đó. Ok ha. Đây, chiếc CBR 150 này, bản neo này. Ôi đẹp quá trời. CBR 150R. Xe này em thấy bọn nói thật chứ cửa hàng em nói thật với quý vị khán giả cho bán rẻ kỳ luôn, 63.500 mà. Mà trong khi đó thấy trên thị trường toàn ấy người ta bán 68 triệu. Đây là 635. Bản số là Vũng Tàu 72. Mà bên em còn bao hồ sơ, bao ship tận nơi luôn. Dạ. Còn nếu như mà anh em đến trực tiếp mình lấy xe cũng như là không có bao hồ sơ thì còn bớt còn giảm nhiều cho anh em nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. CB300. Dạ. Bản neo luôn. Đây. Một phân khúc cực kỳ sang trọng. Ừ. Con xe này chạy 3.000 km, biển số 72. Vũng Tàu anh em. Vũng Tàu. Xe mới mắc quá trời. Xe cũ thì rẻ 86.500. 86.500. Rồi, ok anh em mình ha. Ok. Đây, bề số này. Rồi, tiếp theo đến chị. Bỏ con cái thang ra này.
Rồi, một chiếc xe 2000 cây này. Đây. Mấy con này phải vía sao thật. Bên đây mình này bán giá rất hợp lý cho anh em luôn. 2000 km. Con này như mới à. Giá chỉ có 87.500 thôi. 87.500. Đây. Rồi, ok mọi người ha, 87.500. Rồi. Tiếp theo còn một chiếc xe cuối cùng luôn. Ừ. Cũng 300 bản neo luôn. Dạ. Yeah. Đó. Đây nè. Để bụi quá, mấy hôm nay mưa quá. Yeah. Giá cho em nó cũng 835 à. Rồi, 83.500 luôn. Hồ sơ có sẵn luôn nha. Hai chìa khóa theo xe. Dạ. Yeah. 15.000 km, màu đỏ đen. Cây. Đó, tất cả cái xe ở bên cửa hàng em vừa giới thiệu với tất cả cho mọi người rồi. Giá cả em thông báo rồi. Yeah. Chế độ bảo hành em cũng thông báo rồi. Chế độ và trả góp em cũng thông báo rồi. Ừ. Tất cả em đã thông báo hết trên những video rồi và quay rất chi tiết những dòng xe rồi. Yeah. Rất mong tất cả mọi người ủng hộ cho cửa hàng xe máy em. Yeah. Xe máy Hùng Hồng, cũng như anh em nhớ yêu quý kênh của Ngô Nguyễn thì nhớ đăng ký, like và chia sẻ cho bạn nhé. Thôi, yeah, video khá dài rồi, bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn chị em rất là nhiều nha. Hai anh em xin chào mọi người.